Nhân dân địa phương rất vui mừng khi dự án kè kênh nước mặn xã Long Hậu Đông, Long Hậu Tây, huyện Cần Đức được thi công, góp phần giảm sạt lở bờ kênh, giúp người dân an tâm sinh sống. Tuy nhiên, quá trình thi công bị gián đoạn do một số hộ dân chưa đồng ý phương án hỗ trợ bồi thường, gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Công trình kè kênh nước mặn có chiều dài 1.934 m, tổng vốn đầu tư trên 334 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn. Hiện giai đoạn 1 đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đang thi công. Riêng xã Long Hữu Đông còn 5 hộ chưa đồng ý phương án hỗ trợ bồi thường và hai hộ không đồng ý cho kiểm đếm, mặc dù ban vận động giải phóng mặt bằng của xã đã nhiều lần đến tuyên truyền vận động. Lãnh đạo huyện Cần Đức cũng đã khảo sát thực tế hiện trạng của từng hộ dân xem xét từng trường hợp cụ thể và chỉ đạo ban dẫn động giải phóng mặt bằng xã long hữu đông căn cứ vào điều kiện thực tế vướng mắt phát sinh giải quyết qua đó phân tích giải thích để người dân hiểu được chủ trương của nhà nước